Chào bạn, rất vui gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo về tự học Photoshop với Photoshop CC 2015. Thì là trong bài tiếp theo này thì mình sẽ là giúp các bạn là làm quen với nhóm công cụ Rectangle Tool. Đây, như các bạn nhìn thấy, đây là những cái biểu tượng trong nhóm công cụ này. Thì để bắt đầu thì mời các bạn cùng khởi động phần mềm Photoshop của mình đây. Thì đây chính là công cụ này trong nhóm Rectangle Tool này các bạn ạ. Thì trong nhóm này nó bao gồm có 6 cái công cụ hỗ trợ đấy, khác nhau để các bạn có thể là thao tác để vẽ những cái hình sáp đấy trong cái nhóm này. Đây là vẽ theo những cái hình vuông này, hình chữ nhật. Đây là vẽ theo những cái hình bo góc. Đây là vẽ các cái hình elip, hình tròn đấy. Đây là vẽ các cái hình mà đa giác. Đây là vẽ các cái đường line. Đây là vẽ theo những cái hình sáp có sẵn. Thì để các bạn dễ hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các cái công cụ này và thao tác làm việc với nó như nào. Thì để bắt đầu thì mình sẽ là tạo ra một cái file làm việc mới. Kích thước mình để đặt là 1000 x 1000, tùy ý nhé các bạn nhé. Thì để và đi vào tìm hiểu công cụ đầu tiên đó chính là Rectangle Tool này. Thì công cụ này sẽ giúp các bạn là vẽ đấy, các bạn sẽ vẽ được những cái hình vuông hoặc hình chữ nhật đấy. Vẽ các cái hình vuông thì các bạn giữ shift, các bạn kéo thì các bạn sẽ vẽ được một cái hình vuông, ok chưa, sẽ được vẽ được một cái hình vuông. Đây là cái bảng tùy chọn của nó, các bạn có thể là thay đổi màu sắc này, thay đổi màu sắc đấy, thay đổi màu sắc cho nó, thay đổi đường viền đấy, các bạn có thể là tạo ra bất kỳ cái đường viền nào đấy, thay đổi đường viền. Đây là độ lớn của đường viền, đúng không? Đây là độ lớn của đường viền. Đây là những cái nét, kiểu nét của đường viền, có thể là nét, nét đứt đấy, rất nhiều những cái kiểu nét khác nhau mà các bạn có thể chọn nhá. Đấy, những cái kiểu nét màu sắc tùy ý các bạn nhé, các bạn có thể là tạo ra đấy. Rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Còn một cái kiểu vẽ hình nữa, đó là các bạn này, khi các bạn chọn là công cụ này, click vào đây thì nó sẽ hiển thị ra một cái dấu như này. Thì các bạn click một cái đấy thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng như này, grid này, rectangle này. Thì các bạn là có thể là điền kích thước cho nó bằng cách này, các bạn điền có thể kích thước cho nó. Thì mình có thể là nhập là 500 nhân 500, mình chọn ok thì mình sẽ là được một cái hình sáp, được một cái hình sáp với kích thước là 500 nhân 500, đúng không? Kích thước là 500 nhân 500, rất đơn giản thôi. Và các bạn lại cũng tiếp tục điều chỉnh, chọn nó và điều chỉnh đấy, đúng không? Điều chỉnh cho nó đấy. Điều chỉnh cho nó những cái màu sắc, những cái kiểu nét, độ lớn của đường viền. Độ lớn đường viền này các bạn có thể là để là không, có nghĩa là không không có đường viền, bỏ cái đường viền đi, ok chưa? Và ví dụ như nếu như nó không hiển thị cái bảng tùy chọn này ấy, như các bạn là không tùy chọn được cái bảng tùy chọn này ấy, thì khi mà các bạn sử dụng bất kỳ đấy, chọn vào cái nhóm công cụ nào nó đều hiển thị ở trên này, một cái thanh tùy chọn ở trên này, thì các bạn là có thể là thực hiện thao tác ở trên cái thanh tùy chọn này, thay đổi màu sắc cho nó, đúng không? Thay đổi độ lớn màu sắc của đường viền, độ lớn của đường viền để là không thì nó sẽ không có đường viền, các bạn tăng lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền đấy, càng tăng lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền. Tùy cái màu sắc nó sẽ hiển thị nhé, màu vàng đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là kiểu nét của đường viền đấy, ok chưa? Rất đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Đây là cái kích thước mà các bạn nhìn thấy này, đúng không? Thì cũng, các bạn có thể nhập kích thước khác, ví dụ như mình nhập thêm một con số 600 vào đây chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi kích thước là 500 nhân 600. Khi muốn di chuyển cái hình sáp này thì các bạn chọn ở đây để di chuyển cái hình sáp, ok chưa? Khi muốn xóa bỏ hình sáp thì các bạn chỉ cần chọn nó thôi, các bạn chọn delete, hoặc là các bạn chọn vào trên các cái layer này, layer hình sáp nào thì các bạn chọn delete và xóa, chọn delete và xóa, ok chưa? Đấy là cái cách mà sử dụng với cái nhóm rectangle của tool này đầu tiên. Đấy là vẽ những cái hình vuông và hình chữ nhật đấy, và các cái kiểu vẽ và thay đổi màu sắc cũng như là đường nét đường viền hay kiểu nét đường viền cho nó. Đối với cái nhóm này thì sao, đúng không? Các bạn chọn nó nha, thì các bạn vẽ cái nhóm này thì các bạn thả tay này và mình vẫn chọn nhóm trên, ok, chọn lại nha, click vào đây này, các bạn viết là vẽ này, thì các bạn sẽ tạo ra được những cái hình sáp bo góc. Các bạn nhìn thấy này, những cái góc của nó này, các bạn nhìn thấy nó bo góc không? Đấy, bo góc. Cái góc bo này các bạn có thể là thay đổi, cũng như mình để lên này thì 20 thì sao, đúng không? Mình để mình thay đổi nó là 100 thì sao, thì các bạn thấy đây đấy, mình
chưa bằng lòng mình để lên 150 thì sao? Đấy, thì các bạn sẽ tạo ra được những cái hình bo góc như này, tùy theo ý những cái thông số mà các bạn là thay đổi theo ý mình nhé. Thì những cái này thì các bạn là có thể là dùng những cái nhóm này. Đây các bạn ạ. Coi như mình để nó nhỏ nhỏ đây, để là 50 thôi. Mình để là 50 thôi, ok chưa? Thế bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại một chút này, cho nhỏ lại một chút thế này. Đấy, cho nhỏ lại một chút thế này. Enter. Này mình thay đổi cho nó màu đỏ đi. Enter. Thay đổi cho nó màu đỏ đi. Đúng không? Thì bây giờ mà các bạn là như cái bài trước mà các bạn là sử dụng công cụ text ấy, thì bây giờ các bạn có thể viết chữ. Các bạn có thể là tạo ra các cái nút mà tính chất là những cái nút mà call to action đấy. Mình sẽ tạo ra cái nút đăng ký ngay này. Ok chưa? Thì mình Ctrl A này, mình chọn lại vào cái công cụ character lúc nãy mà các bạn dùng ấy. Đây. Ok chưa? Mình thay đổi con chữ cho nó. Mình thay đổi cho con chữ này để Aria đi. Ok chưa? Mình cho cái kiểu chữ này là bôi đậm. Bold. Đây, bôi đậm chẳng hạn này. Thì mình thay đổi màu sắc cho nó là màu trắng. Ok chưa? Màu trắng này. Ok, mình chọn Move Tool để kết thúc. Thì lúc này thì mình sẽ là kéo kéo cái chữ đăng ký ngay vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Phóng to lên. Giữ Shift kéo góc ấy to lên, ok chưa? Đấy. Enter. Hoặc là mình chọn hai cái đối tượng này mình căn, mình chọn vào đối tượng chữ này. Đấy, mình Ctrl này cộng tiếp đối tượng thứ hai này. Và các bạn dùng lệnh căn, căn gióng ở trên này. Chưa? Căn giữa này. Ok chưa? Căn tiếp này. Ok chưa? Đấy, thì rất đơn giản thôi. Thì như này thì mình đã tạo ra được một cái nút đăng ký ngay. Đấy, đổ bóng đổ biết cho các cái nút thì các bạn có thể là dùng thêm cái lệnh trong cái nhóm FX này. Cái nhóm FX này. Này, drop shadow này, đổ bóng này. Đấy, các bạn nhìn thấy sự thay đổi của nó là đang là màu trắng các bạn không nhìn thấy. Các bạn có thể là chọn là màu đen chẳng hạn. Chọn ok này. Đấy, cho cái nhóm này, drop shadow. Đấy, multiline thì cũng hơi khó nhìn thấy. Các bạn chọn cho nó về element chẳng hạn. Tăng giảm này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Tăng giảm này. Những cái này thì các bạn có thể là tăng lên này. Đấy, thì các bạn có thể là tạo ra cho mình những cái nút. Đấy, hoặc là tăng chỉnh tiếp này. Đấy, rất nhiều những cái thông số mà các bạn có thể là điều chỉnh. Đấy, độ mờ này. Đấy. Ví dụ như khi mà ưng ý với các cái tùy chọn nào. Thì đây là các cái kiểu hình vật này. Đấy, kiểu bo. Thì các bạn có thể là tùy chọn. Nói chung là Photoshop nó hỗ trợ các bạn nhiều lắm, quan trọng là ý tưởng của các bạn tới đâu thôi. Thì các bạn sẽ tạo ra được những cái nút, những cái icon rất chỉ là hấp dẫn và độc đáo. Thì mình khi mình thao tác xong thì mình chọn ok. Đối với chữ cũng thế, như thế các bạn nhé. Thì chữ này thì các bạn có thể là tạo cho nó một cái drop shadow hay bóng đổ này, nhìn cho nó là có chiều sâu một chút. Thì những cái này thì các bạn là có thể là tùy chọn đơn giản thôi, dạng như kiểu như này. Ưng ý bằng lòng rồi thì các bạn chọn ok, còn chưa thì các bạn có thể là tiếp tục điều chỉnh thêm những cái thông số khác. Cái này các bạn có thể là cho nhỏ đi chẳng hạn. Đấy, đúng không? Tăng lên hoặc là cho giảm đi. Gọi là một chút đây để cho nó tạo điểm nhấn thôi. Khi thao tác xong thì các bạn chọn ok. Đấy, rất đơn giản. Thao tác xong với hai nhóm này thì các bạn chọn. Đấy, Ctrl chọn và các bạn Ctrl G để gộp vào. Khi mà gộp vào thì các bạn sẽ là nó trở thành một nhóm. Thì các bạn có thể di chuyển cái nhóm này. Đấy, phóng to từ nhỏ thì phóng cả nhóm luôn. Đấy. Với những cái công cụ tạo hình sáp này thì nó sẽ giúp các bạn là tạo ra rất nhiều những cái đối tượng để phục vụ cho những cái gọi là mục đích sử dụng khác nhau của mình, từ những tạo ra những cái icon, những cái nút bấm cho web hay là cho những cái banner quảng cáo các bạn thêm kích thích để gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi cho cái mẫu quảng cáo này. Thì đấy là cái cách sử dụng. Còn đến nhóm công cụ tiếp theo, hình ellipse, hình tròn này, thì cái này đơn giản thôi. Thì các bạn là vẽ cũng vẽ được những cái hình sáp theo hình ellipse, hình tròn. Theo hình ellipse là các bạn cứ tự do các bạn kéo thì các bạn sẽ được những cái hình như các bạn mong muốn. Thả tay ra thì các bạn được những cái hình như mong muốn. Còn tô màu hay là chỉnh sửa cái hình sáp này thì tất cả những cái này nó giống hệt nhau thôi. Thì các bạn là cũng đổ màu sắc cho nó, đúng không? Đổ màu sắc cho nó, tô cho nó những cái đường viền, chọn màu đường viền cho nó này, đúng không? Chọn màu đường viền cho nó, chọn cho nó những cái kiểu đường viền, đây, độ dày của đường viền, đây, những cái kiểu này, đấy. Nét đứt hay là những nét đứt mỏng thì là tùy các bạn nhé, sử dụng như nhau. Đấy, còn vẽ hình tròn thì các bạn cũng giữ shift thôi. Với công cụ kia thì vẽ hình vuông thì các bạn là giữ shift. Thì đối với công cụ ellipse hình tròn này thì các bạn giữ shift để các bạn vẽ ra những cái hình tròn theo ý các bạn nhé. V là phím tắt để kết thúc này,
nhiên là các bạn chọn mò về tool đấy thì các bạn di chuyển này đấy, di chuyển đối tượng cái hình tròn này, ok chưa đấy. Rất đơn giản thôi. Hình tròn này thì các bạn là cũng có thể là của nhà các bạn có thể là viết chữ, đưa chữ vào đây đúng không? Thì bây giờ mình cũng như là thứ nhất là mình chọn enter này, kết thúc rồi, chọn màu cho nó này, chọn cho nó cái màu đỏ này đúng không, cái màu nào mà hay khuyến mại hay giảm giá ấy, thì các bạn chọn đây, ok chưa này, kết thúc này. Bây giờ mình sẽ viết chữ đúng không, mình viết chữ là cái chữ đây sale sale họp này, họp này đúng không, họp 70% này, đang là chữ màu trắng nên các bạn không nhìn thấy nhé. Đấy. Thì mình viết xong mình kết thúc rồi thì mình sẽ là kéo mình đưa đây. Đấy. Thì bây giờ các bạn kéo phóng to lên, giữ shift để kéo to lên đúng không? Đấy. Enter này thì lúc này thì các bạn là dùng cái công cụ text để chỉnh sửa sale họp 70% cho chữ 70% này xuống đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình chỉnh sửa thôi, cũng như mình các bạn có thể là chọn công cụ text này. Đấy, dùng lệnh căn này cho nó căn ra giữa này, hai chữ này nhìn cho nó đẹp này đúng không? Đấy, chọn này, ok chưa? Đấy, các bạn chỉnh sửa đây. Đấy, kéo vào đây thì cũng như là chữ 70 này mình có thể là copy nó ra, căn xuống x này đúng không, căn xuống x để cắt nó ra, chọn vào đây cái đối tượng này, mình sẽ nhân thêm cái đối tượng chữ này nữa để mình viết chữ cái chữ 70% này, hoặc là mình dán cái chữ 70% kia vào, căn xuống gì để nhân thêm một đối tượng chữ này nữa. Thì các bạn nhìn đây, nó nhân thêm một cái lớp layer này đấy, là sale of copy, thì mình sẽ là kéo cái đối tượng này xuống, nó được hai đối tượng mà, kéo xuống này mình chọn text để mình chỉnh sửa. Thì lúc nãy nãy mình copy cái 70% kia, bây giờ mình bôi đen nó và mình căn chuẩn về đây thì mình được 70% đấy. Thì bây giờ mình kéo cái chữ 70% này cho nó to lên, cho nó to lên đấy, sale 70% enter này đấy. Thì bây giờ các bạn là có thể là điều chỉnh thôi, điều chỉnh cho nó làm sao cho nó hợp lý, hoặc là các bạn có thể là chọn cả ba nhóm này nhé, control này, control này, control này, bạn sẽ dùng cái lệnh căn này, căn hoặc căn căn này thôi, căn giữa này thôi đấy, thì ba đối tượng này sẽ được căn giữa thì nhìn nó sẽ là được đều mắt hơn, ok chưa? Save đấy là cái cách mà các bạn vẽ ra những cái hình sáp và các bạn là viết chữ vào trong những hình sáp đấy các bạn tạo. Thì những cái chữ này thì các bạn cũng có thể là dùng cái lệnh drop shadow nhé, drop shadow mình chọn ok luôn. Đấy, những cái hình tròn này thì các bạn là có thể là chọn cái drop shadow để tạo ra cho nó những cái bóng đổ, tạo ra cho nó những cái bóng đổ đúng không, nhìn cho cái hình của mình nó long lanh, nó hấp dẫn, hoặc chọn cho nó những cái kiểu kiểu khác nhau mà các bạn có thể là tùy chọn. Đấy, rất nhiều những cái kiểu khác nhau để các bạn tạo ra những cái nút bấm hay là những cái hình sáp của mình nó độc đáo hay là theo ý các bạn hết nhá, ý các bạn hết, dựa vào rất nhiều những cái tùy chọn trong này các bạn có thể tạo ra được những đối tượng rất chi là hấp dẫn, ok chưa? Đấy, chữ sale này mình có thể là thay đổi màu sắc cho nó, một cách là mình có thể là chọn cho nó một cái màu vàng chẳng hạn, màu vàng này. Trong khuyến mại giảm giá thì cũng là một trong những màu rất chi là kích thích đấy, ok đơn giản thôi. Đấy là cái cách các bạn. Còn đến nhóm tiếp theo đó là các bạn là tạo ra những cái hình đa giác, tạo ra những cái hình đa giác này đấy, tạo ra những hình đa giác. Đây, các bạn vẽ à, các bạn vẽ đây thì các bạn tạo ra được những cái hình đa giác như này đúng không, tạo ra được hình đa giác, muốn chỉnh sửa thì các bạn chọn lại đấy. Thì màu sắc của nó thì các bạn nó cũng thay đổi tương tự nhá, tương tự như với các cái công cụ kia nhá, đấy, thay đổi đường viền độ nét các cái thì các bạn tùy các bạn là các bạn thay đổi theo là mục đích sử dụng của mình hết. Đấy, rất nhiều kiểu đấy, tùy theo mục đích sử dụng mà các bạn là sử dụng làm sao để tạo ra những cái đối tượng của mình cho nó hấp dẫn. Cũng như mình có thể là đưa một cái bức ảnh vào trong những cái hình sáp này bằng cách rất đơn giản thôi. Đây ví dụ như mình sẽ là tìm ở trong này xem mình sẽ có một cái bức ảnh nào đấy nha, mình sẽ minh họa cho các bạn thực hành. Ví dụ như mình đưa vào đây một cái hình ảnh cô gái này đi, có vẻ hơi to, xem cái hình nhỏ nhỏ mình đi bừa nó vào đây một cái hình nhá, mình đưa đây, ok thì mình sẽ để cái hình này như này, ok chưa? Đấy. Thì cái hình cô gái nhá thì mình sẽ là để
để ở bên trên cái hình sáp mà mình muốn đưa vào nhé, trên cái hình sáp mà mình muốn đưa vào, ok chưa? Đấy thì như các bạn nhìn thấy này, cái hình sáp của mình ở bên dưới nhá. Bây giờ mình chọn vào cái hình cô gái này, mình chuột phải này, và mình lên chọn ra ngoài này nhá, chuột phải này, và các bạn chọn vào tìm cái mục là clip này, clipping mask các bạn nhé, chọn vào. Đấy thì ngay lập tức là cái hình cô gái các bạn đã được đưa vào trong cái này, các bạn có thể là di chuyển nhé. Đấy, giữ chuột trái kích vào. Đấy, các bạn cắt xuống đây để bỏ cái mục chọn cái này. Thì các bạn có thể là thu phóng cô gái này để đưa vào trong cái hình này làm sao để cho nó phù hợp nhất. Đấy, là cái cách mà đưa hình nhé, ok chưa? Đấy, khi thao tác xong thì các bạn chọn giờ căn chuẩn cộng này, các bạn nhìn thấy, kéo các bạn nhìn thấy đấy, hình cô gái mình đã đưa vào được trong cái hình sáp này, vào hình sáp rồi, muốn chỉnh sửa hình sáp các bạn muốn chỉnh sửa như bình thường thôi, chọn nó hình sáp này đúng không? Đấy, cho nhỏ cái đường viền này xuống, nhỏ cái đường viền này xuống chẳng hạn đấy, hoặc là cho cái đường viền nó màu khác tùy theo ý các bạn nhé. Tóm lại là chỉ sợ các bạn không có ý tưởng thôi, còn các bạn có ý tưởng thì các nhóm công cụ trong Photoshop này nó hỗ trợ các bạn là thiết kế nhiều theo nhiều cái phong cách, nhiều kiểu rất là độc đáo. Căn chuẩn không này lại nha, đấy là cái cách mà các bạn là đưa một cái hình ảnh vào trong một cái hình sáp theo ý mình có thể là đưa vào tất cả những cái hình nào mà mình mong muốn, kể cả hình tròn, hình vuông, hình elip. Đấy, chỉnh sửa. Đấy, khi thao tác xong thì các bạn đã có thể là chọn hai cái này, chọn đối tượng thứ nhất này, hình cô gái này, mới chọn cái hình sáp này và các căn chuẩn G lại, để làm sao mà khi mà các bạn di chuyển thì nó sẽ không bị là xê dịch cái đối tượng. Đấy là cái cách. Ok, đến tiếp theo là Lightroom, công cụ Lightroom này. Lightroom này thực ra đơn giản thôi, nó giúp các bạn là vẽ cái đường sáp thẳng thì thay đổi màu sắc cho nó, thì các bạn cũng thay đổi màu sắc cho nó y hệt như các công cụ khác rồi. Này, đường bao này, viền này, khi thao tác xong các bạn chọn ok. Đấy, cái chưa? Đây, độ dày to nhỏ của cái hình sáp này thì các bạn cũng kéo. Đấy, thì như các công cụ vẽ hình thế thôi, thì các bạn kéo nhỏ kéo to vào thì nó sẽ thành đối tượng như này. Thì vẽ xong muốn thao tác muốn di chuyển nó, các bạn chọn là Move Tool Apply này. Đấy, lúc này thì là các bạn chỉ ở đối tượng này, thì các bạn có thể là di chuyển để ở bất kỳ khu vực nào các bạn muốn, đúng không? Bất kỳ khu vực nào các bạn muốn. Đến nhóm công cụ tiếp theo và nhóm cuối cùng trong cái nhóm công cụ này, thì cái nhóm này Custom này, Sharp Tool. Đấy, các bạn chọn nó thì nó sẽ giúp các bạn là vẽ ra những cái hình sáp có sẵn, vẽ theo những hình sáp có sẵn. Khi các bạn chọn đây này, thì các bạn nhìn trên thanh tùy chọn này nhé. Đây, trong này là rất nhiều những cái hình sáp có sẵn, nó cho phép các bạn là vẽ sẵn theo những cái hình sáp này như này. Thì ở trên mạng còn nhiều những cái hình sáp khác thì các bạn có thể là download về để mà cho cái bộ sưu tập của mình nó thêm phong phú. Cũng như mình muốn vẽ hình trái tim chẳng hạn, đúng không? Vẽ hình trái tim mình chọn đây. Và bây giờ mình vẽ hình trái tim, giữ shift để nó căn đều các bạn nhé. Hoặc các bạn là có thể là vẽ tự do, giữ shift này. Đấy. Thì trái tim thì mình có thể là tô màu cho nó, tô màu đỏ lên, đúng không? Viền viết sử dụng như nhau các bạn, các công cụ sử dụng như nhau, nhưng đây nó là có những cái hình sáp có sẵn rồi, các bạn vẽ theo những hình sáp có sẵn này. Đấy. Hoặc là vẽ những cái hình ngôi sao như này, đấy, cứ ship vẽ hình ngôi sao như này, đấy thì các bạn tạo được đấy, rất nhiều. Hay là những cái icon này, đấy để cho những cái đầu của những cái đoạn text nó thêm hấp dẫn thì các bạn, đấy, thì rất nhiều những cái, hay hòm thư, email, giữ ship để vẽ cho nó căn đều các bạn nhé, đỡ mất tỷ lệ. Đấy, còn ti tỉ hay là những cái gọi là chú thích, đúng không? Chú thích, ok chưa? Hay là những cái hoa văn, đúng không? Hay là những cái mà biểu tượng các bạn có thể là viết những cái khuyến mại giảm giá. Đấy. Rất nhiều những cái icon khác, những cái lốt nhạc, cái mũi tên chỉ, hay là những cái chú thích, hay là cái hình này, đó, là kiểu ý tưởng, đúng không? Ok. Hay là những cái cảnh báo. No. Đó. Và thay đổi màu sắc nha, thay đổi màu sắc, chỉnh sửa cái đối tượng này thì cũng sử dụng như các đối tượng khác rồi. Thì đối tượng này thì các bạn cũng có thể đưa những cái hình ảnh vào đây, đúng không? Đưa những cái hình ảnh vào trong cái trái tim của mình, đưa hình ảnh vào trong hình sáp của mình. Đấy, mình làm lại lần nữa nhé, ví dụ như bằng cách này. Cũng như mình đưa một cái hình ảnh vào. Đấy. Mình cho nhỏ đi. Kéo nhỏ tương đương với cái hình sáp mà mình muốn đưa vào thôi, đúng không? Tương đương với hình sáp mình để này trên, và cái hình ảnh này mình kéo lên trên cái hình sáp này. Cái hình sáp của các bạn ở đâu ấy thì các bạn kéo cái hình ảnh lên trên cái hình sáp,
ở dưới quạ. Vâng, lên trên cái hình giáp đây này, mình xem cái hình trái tim là hình nào. Hình trái tim là hình giáp 2. Giáp 2 này thì mình sẽ là đưa lên trên này. Ok, mình đưa cái hình ảnh này. Ok chưa? Và bây giờ thì mình sẽ chọn cái hình ảnh này. Chọn hình ảnh nha. Hình ảnh nó ở trên cái hình sáp các bạn nhá. Chọn hình ảnh này. Và không kích vào đây nhá. Không kích vào khu vực này nhá. Mà kích vào cái khu vực mà đây này. Sáng sáng này này. Chuột phải của nó. Tìm đến này. Grid. Clipping mark này. Kích vào. Đấy, lập tức là cái hình. Đấy, hình cô gái đã được đưa vào trong hình trái tim rồi. Các bạn là giữ shift để kéo này, chỉnh sửa. Đấy, di chuyển cái hình cô gái này theo cái vị trí mà mình mong muốn nha. Đấy, rất đơn giản thôi. Enter. Khi mà thao tác xong thì các bạn có thể là chọn hai đối tượng này, chọn cô gái này, chọn cái hình sáp và Ctrl này, Ctrl G để gộp nó vào, để các bạn là di chuyển hai đối tượng, không là các bạn là di chuyển nó chỉ sẽ di chuyển cô gái đấy hoặc là cái hình sáp này. Ok chưa? Đơn giản thôi, đúng không? Bằng cách này thì các bạn là sẽ là trình bày đấy, hay là kết hợp những ý tưởng của mình để tạo ra những đối tượng rất chỉ là hấp dẫn. Ok chưa? Rồi, bài hôm nay thì đơn giản thế thôi, làm việc mấy cái nhóm công cụ này Rectangle, Tone rất chỉ là hấp dẫn đơn giản thôi. Thì trong quá trình mà các bạn thiết kế hay là tạo ra những cái gọi là banner quảng cáo ấy, hay là tạo ra những cái chương trình đấy, thiết kế ra những cái khuyến mại giảm giá của mình thì sẽ sử dụng đến cái nhóm công cụ này rất chỉ là nhiều. Thì mình hy vọng rằng những cái chia sẻ này thật sự là đem lại những cái hữu ích cho các bạn đấy, hay là gợi ý cho các bạn thêm được cái ý tưởng trong quá trình mà các bạn thiết kế ra những cái banner hình ảnh làm sao để cho nó độc đáo, hấp dẫn nhất để gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi cho những cái mẫu quảng cáo của các bạn. Thì bài hôm nay thì mình xin được tạm dừng ở đây. Thì là hẹn gặp lại các bạn là trong những cái bài chia sẻ tiếp theo. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích, hãy giúp mình chia sẻ nó đến với bạn bè của bạn để nhiều người cùng có cơ hội là tìm hiểu và có thể là làm chủ được các phần mềm Photoshop để thiết kế ra những cái mẫu hình ảnh banner rất chỉ là độc đáo. Và các bạn cũng đừng quên là đăng ký theo dõi kênh của mình để luôn được cập nhật những video mới nhất, những chia sẻ hữu ích nhất, mới nhất từ mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo.